Minh ơi, Minh, làm gì mà chăm chú quá vậy? Ê, sao tôi hỏi ông không trả lời? Long, làm gì vậy? Tôi nghĩ là tôi tìm ra được Yumi rồi. Thật hả? Hả? Dạ, tại chỗ đó làm lương thấp quá cho nên kêu ảnh nghỉ rồi ba mẹ. Hoàng Anh, con biết là chồng con không thích đi làm, bây giờ kêu nó nghỉ tội nghiệp nó chứ con. Thôi kệ bà ơi, thì tôi nghĩ là không có chỗ này thì từ từ nó sẽ kiếm được cái chỗ khác tốt hơn thôi mà. Thằng Hạnh nó số lận đận hay sao á, không có chuyện gì mà làm ra hồn ra vía gì hết trơn trời. Không biết nó có phạm quý gì cho mà ông bà tổ tiên không có phù hộ cho nó nữa chứ. Bà anh nói gì mê tín gì đoán vậy? Con mình xưa giờ nó chỉ ăn nó ngủ thôi hả? Từ từ sẽ kiếm được cái công việc phù hợp với nó thôi. Con cũng nghĩ vậy á ba. Thôi ba mẹ ăn cơm đi. Ừ, ăn đi bà. Hạnh về kìa. Anh, con bớ cho chồng con đi. Con về ra con. Dạ, ngồi ăn cơm luôn. Ngồi ăn cơm luôn con. Dạ, thưa ba thưa mẹ con mới về. Cơm em. Gì con? Con nghỉ việc rồi ba. Ba con nghe nói rồi. Nghe nói rồi. Dạ, con xin lỗi ba mẹ. Thực sự ra là con muốn đi làm lắm. Nhưng mà ba ơi, nó... Thôi, cái chuyện gì qua rồi, cho nó qua đi con. Nghe, đúng ăn rồi, đi rồi. Không có chuyện này, có chuyện khác con. Bỏ qua đi, ăn cơm đi, ăn cơm, cơm đi. Cơm đi. Cơm đi. Cái gì con? Cái gì vậy? Con cắn bụt sản. Sản hả? Mẹ nhớ mày cho gạo kỹ lắm mà, sao có bụt sản trong vậy? Trời ơi, mẻ răng con rồi nè. Ôi số sao thằng này nó xui dữ vậy trời. Ăn sản mà mẻ răng hả? Chào mọi người. Mọi người tập nãy giờ hả? Cô lâu Chi chưa? Dạ, em chào đạo diễn. Sao? Đi làm lại có vui không? Dạ vui lắm. Thật sự á, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh á mà em mới có cơ hội diễn lại. Tôi có làm gì đâu mà cô cảm ơn. Nhờ chị Hoàng Anh bàn với phía lãnh đạo nên cô mới đi làm lại đó. Chị Hoàng Anh hả? Ừ, chính là cô ta đã giúp đỡ cô. Nè, mai mốt á phải mời cô ta một chầu nha. Dạ. Thôi nè, mọi người cứ tập tiếp đi. Con người khó ưa đó, tự nhiên sao lại giúp mình chi vậy ta? Ông tìm được cái gì rồi? Tôi phát hiện ra tin nhắn tôi gửi qua Facebook cho Yumi á hiện lên là đã đọc. Nhưng mà nếu mà lỡ Yumi đang ở nước ngoài thì vẫn có thể đọc một tin nhắn mà. Ông khờ quá à. Điều đó có nghĩa là Yumi vẫn an toàn. Và tôi có kế hoạch để phát hiện ra Yumi có ở Việt Nam hay không. Làm sao phát hiện được? Yumi đọc tin nhắn thôi chứ đâu có trả lời. Ông yên tâm đi, tôi có cách bắt buộc Yumi phải gọi điện cho tôi. Cách gì? Bí mật. Ông nói tôi nghe đi mà. Ê Minh, có mấy chục lẻ cho mượn đi uống nước với bạn gái coi. Nói tôi nghe biết đi. Từ từ tôi nói. Ủa, không nghe em nói gì hả? Trời ơi, mày buông tao ra coi. Sao mày phiền phức quá vậy? Mày gan dữ hả? Thử nói lại nữa coi. Hung tao đi, mày nói mày hung tao đi. Mày bị điên hả? Mày muốn cái gì? Bữa trước tôi hiền quá, hôm nay anh lờn đúng không? Đừng bao giờ làm phiền tao trong lúc này có được không? Bây giờ mày muốn gì? Đưa tiền đây. Được, được. Tiền chứ gì? Thì nè, đó, mày ăn giọng cho hết đi. Anh có thể đưa vừa đưa tiền mà vừa dễ thương được không? Không. Mày thấy có ai mượn tiền người ta mà không bao giờ trả, mà cái người cho mượn dễ thương được không? Anh ơi, em cầm tiền đi anh ơi, em còn nhiêu đây, anh cầm nốt đi. Nhìn lâu một hỏi đi nghe chưa? Mày hay lắm. Mày lấy hết tiền luôn đi. Mày lấy hết tiền cưới vợ của anh em tôi luôn đi. Ông cần gì cưới vợ, có lòng kế bên mà. Mày cho mẹ chăm à. Thôi bỏ đi. Nè Minh. Ê, ngồi xuống. Bỏ đi. Nè. Bề nói tôi biết đi. Cách gì? Được rồi. Nhưng mà ông phải hứa với tôi, không được nói cho ai biết nghe chưa? Tôi hứa. Yumi à, thám tư lực tỉnh rồi.
Chủ ý nói là có bằng chứng quan trọng có liên quan đến gia đình của bạn. Mình có nghe vài câu chuyện và nghĩ cần phải nói cho bạn biết. Không có nhiều thời gian đâu, hãy gọi ngay cho mình khi bạn đọc được tin nhắn này nha. Ủa mẹ. Cái gì vậy? Mua gì quá trời vậy? Gần tới đám giỗ ông cố mua nhiều đồ để dành dự trữ mỗi ngày đi chút chút. Rót mẹ miếng nước coi. Wow. Đám giỗ ông cố. Làm đồ ăn nhiều nha. Phải nhiều chứ. Sao rồi? Cái răng cỏ con sao rồi? Nay có một bên à. Bên này ăn trúng nó đau, uống nước lạnh nó bị buốt. Con số con sao, xui thiệt là xui. Ai ăn không sao, mình con ăn vô cái nhà cái chén cơm nó có hột sạn bự. Ăn vô có rồi cái răng cỏ bị vậy. Bởi vậy nghe lộn ở đây rồi. Thôi đừng ăn nữa. Đau quá, không ăn sao được. Chắc Yumi không gọi cho ông đâu. Hey, số lạ, hình như Yumi đó. Đây, tôi nghe. Hey, khoan. Nhớ nghiêm cuộc điện thoại lại. Nghiêm, để tôi. Bật loa to lên. Alo. Alo, mình hả? Mình Yumi nè. Yumi ơi, bạn đang ở đâu vậy? Bạn nói nhỏ thôi. Bạn đi đâu mà sao bạn mất tích mà không nói tôi một tiếng luôn vậy? Bạn nói mình nghe thử, thám thử luật đã nói gì với bạn. Yumi à, tôi muốn gặp riêng bạn. Gặp bạn rồi tôi sẽ nói cho bạn nghe. Minh à, bây giờ mình không có nhiều thời gian đâu. Bạn nói đi, thám thử luật đã nói gì với bạn. Yumi à, tôi chỉ có nghĩ ra cách này để liên lạc với bạn thôi. Yumi, nhưng mà tôi muốn gặp bạn lắm, bạn gặp tôi đi Yumi. Sao? Bạn mất trí rồi hả? Ngày mai mình phải rời khỏi đây rồi. Bạn đừng có tìm mình nữa. Alo. Alo, Yumi. Yumi. Em gọi lại coi. Trời ơi. Gọi được không? Tôi bao rồi. Hình như là sim rác á. Thôi, đưa đoạn ghi âm đi. Mệt ông ghê luôn á. Sao đây ông? Để tôi. Chị Năm ơi. Ơi, chị lại coi hộ em xem vừa chưa. Rửa tôi cái rổ rau đi. Chị định nấu tất cả những món này hay sao chị? Trời ơi, thì đó. Một mình nó tùm lum tùm la thì phải nấu chị ơi. Làm chi cho cực hả chị ơi? Sao chị không đặt người ta nấu mang đến? Trời ơi, đặt người ta nấu thì đâu có lòng thành đâu. Tao nói mình phải có lòng thành với ông bà. Đám giỗ nó quải vậy thì ông bà mới chứng cho mình thằng Hạnh con tôi á. Trời ơi, cái chuyện gì đâu với nó cũng không có dễ dàng hết trơn rồi á. Trời ơi, sao chị lại nghĩ như vậy? Chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến chuyện này. Sao không liên quan? Rồi đất ơi, thằng Hạnh nó đụng đâu là chị hư đó, đụng đâu là bể đó. Tôi nghĩ là ông bà không có chứng giám cho nó. Thôi này, chỉ còn chiên cái chả giò. Rửa tay rồi lên trên trễ ngồi chơi đi. Cảm ơn. Thôi được rồi, để em phụ chị. Đâu có gì đâu mà phụ, xong xuôi hết rồi. Bây giờ còn chỉ giòn chi chả giò nữa thôi à.